trứng nướng kiểu Thái, tưởng đâu khó dữ lắm, ai về đâu dễ ẹt. Mà chắc ở đây hai thằng em là đú chen trễ nhất luôn rồi đó, đúng không mọi người? Tao nói cái món này là hổm gà đang làm mưa làm gió ở trên mạng xã hội nè, hót gần luôn mà, người người nhà nhà ai cũng làm hết trơn á. Bữa nay được cái hai thằng em hức trễ thành ra không có đi chợ mọi người ơi. Vô lục cái tủ lạnh nhà thạch heo thấy còn đựng dĩ hộp gà nè, nhờ vậy mới nhớ hổm gà có cái món trứng nướng trứng hấp gì kiểu Thái đó hót dữ lắm. Thôi nói là làm liền à, bây giờ chơi luôn nha mọi người. Rồi đầu tiên mình đập trứng ra tô trước nha, mà không biết làm cái món này bao nhiêu trứng nữa, thôi chơi hết một dĩ luôn đi. Làm hết thì làm, còn làm không hết chút xíu vô kho ăn cơm. Đập hết dĩa trứng vô tô rồi đó vô nhà coi có cái gì gom hết ra nói chơi. Chứ đầu tiên mình cho vô đường, bột ngọt, nước mắm, cho vô thêm miếng tiêu với miếng nước lọc nữa, rồi mình khuấy cho nó đều tay lên. Mà nghe đâu ai nói cái món này cũng khó làm lắm nè. Đầu để bữa nay hai em ba báo làm thử coi, hy vọng là nó không có tét bét tan ban nha. Nhưng mà khoan, muốn làm được cái món trứng nướng kiểu Thái thì đầu tiên mình phải có cái cây thịt heo nó đang làm màu nha. Cái này không biết gọi là cái cây hay cái bọc nữa, mà cái tên của nó là cái collagen gì đó, để bọc ở ngoài xúc xích lạc xưởng hay gì đó mọi người. Buộc một đầu lại, còn cái đầu kia để dành mình đông cái trứng vô, rồi đi kiếm cái quặng hay cái gì đó, miễn sao mình đông được là được rồi. Mà ngộ nghe, ai làm trứng nướng kiểu Thái chi vậy trời, thôi để làm kiểu Việt Nam đi, ăn cho nó nhanh. Đập ra đem đi kho hay là ướp la gì cái là lụm rồi. Để làm cái kiểu này lu bu thấy bà nội nha. Mà lưu ý nè, lúc mà mọi người vô cái trứng xong rồi đó thì mình nhớ chừa cái khoảng trống gan gì nha. Chừa vậy đó hai đầu luôn, đặng chút xíu mình bỏ vô mình hấp nó nở ra không có bị tét. Đó nhìn cũng đơn giản thôi, vậy là xong hết rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần ngồi canh mình dỡ nắp thôi à. Làm cái này là gì đó, phải dỡ nắp chừng chừng cho cái hơi nó bay bớt ra, đặng cho nó khỏi bị bể chứ không có gì hết trơn á. Rồi thì trong cái lúc chờ đợi mấy cái trứng của mình nó chín thì qua bên đây giải trí chút xíu đi mọi người. Cỡ này hai thằng em hay chơi cái game này lắm nè, Ninja Cat. Ta nói cái game này nhập file mở hòm nhận vũ khí để chiến đấu với đối thủ á. Thấy vậy chứ cái game này cũng test cái độ nhân phẩm dữ lắm nha. Kiểu như ai mà nhân phẩm tốt tốt như em là may mắn á, là toàn nhận được mấy cái vật phẩm với lại vũ khí xịn xịn không à, như cánh thằng thú, trang phục đồ đó. Còn hô mà cái mặt lú lú mà xui xui như thịt heo ha, là toàn nhận mấy cái tào lao không à, như chổ chà nè, rồi giấy vệ sinh đồ nữa. Thấy vậy đó chứ cũng chiến thuật dữ lắm. Quan trọng là mọi người chọn cách đánh thôi, làm cho hắn hút máu phản công đồ đó, miễn sao cho đạt tỷ lệ càng cao là càng dễ chiến thắng à. Còn nếu cái tỷ lệ mà đạt 99.99% hay là ta nói vô địch thiên hạ không có đối thủ luôn. Thôi để đây chút xíu em với thằng thạch heo bị cây xa qua đây coi mấy cái trứng cái đã. Thấy trứng vậy thôi chứ cũng lâu lắm nha mọi người, hấp 20-25 phút gì đó nó mới được gì nè. Mà chưa có xong đâu nha, nhắc xuống còn làm thêm cái này nữa mới xong nè. Sắt nhỏ ra khúc khúc, vừa ăn xỏ vô sâu rồi mình đem đi nướng lại cái nữa. Ê mà được cái làm cái món này nó thơm dữ lắm nha mọi người. Bỏ lên bếp than tụi em nướng tầm 15 phút nữa rồi nhắc xuống là ăn được rồi đó. Trời ơi nó thấy thèm. Ủa mà em thấy làm cũng dễ mà, làm đâu có bị bể đâu, sao có nhiều người người ta làm bị bể ta. Mà công nhận cái món này nó ngon dữ trời, làm nó hơi lu bu hơn mấy cái món bình thường chút xíu mà nó ngon nghe. Cái lớp collagen mình bọc bên ngoài đó mọi người, làm cho cái trứng của mình nó giòn giòn sực sực, ăn rất là lạ miệng luôn. Cái phần trứng bên trong niêm thì nó vừa ăn ăn thì nó béo nữa, kiểu như mình ăn mấy cái trứng truyền thống hoài lâu rồi đó mọi người. Cũng ngán đúng không, ai ngán thì làm thử cái món trứng này ăn đi nha. Chứ em lại em ăn thử một lần là em dính luôn rồi đó, chắc sắp tới làm cái món này ăn dài dài quá.